nay chương trình của chúng ta sẽ đem đến cho tất cả các bạn lại một món ăn đến từ Cà Mau nữa. Cà Mau của chúng ta không chỉ có những loại cá như là cá lóc rồ nè, rồi còn có cá thòi lòi, mà ngày hôm nay các bạn sẽ được thưởng thức một món ăn mà rất là nổi tiếng, tất cả các bạn đều biết, đó chính là cua đá. Đây, cua đá. Và ngày hôm nay thì đầu bếp anh Kiên của chúng ta sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một món ăn rất là quen thuộc, đó chính là... Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện món cua đá rang muối, một trong những cái món mà để nhấm nháp khi mà chúng ta dùng với bia rất là hợp lý. Thì cua đá của chúng ta chủ yếu thành phần của nó là canxi, và nó sống trong những cái hang đá nên thử ra cái thịt nó rất là chắc và ngọt. Sau đây mình sẽ thực hiện những bước sơ chế cua đá và mình sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn có thể dễ dàng làm con cua đá này, sao cho để mình khi mà mình hấp hay là mình rang muối hay bất kỳ làm cái gì, con cua đá này sẽ không bị rụng càng và khó bị rụng càng hơn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt sơ chế cua. Cua này khi về thì mình chỉ cần dùng một cái kéo và có cái mũi nhọn xíu để mình chọc vô và mình nhấp cái phần yếm của nó một cái thôi là được rồi. Để thực hiện được món rang muối này á thì mình sẽ luộc sơn cua này qua để cho cái phần rang muối của mình nó nhanh hơn. Đây mình bắt nước sôi. Nước vừa sôi thì mình thả cua vào. Đặc biệt đối với những tín đồ mà thích ăn hải sản thì cua đá là một món ăn không thể nào mà thiếu trong cái menu ẩm thực của mình, đúng không nào? Và đặc biệt là thịt cua đá thì rất là chắc và ngọt. Và một điều nữa mà Quỳnh Giang muốn chia sẻ với tất cả các bạn thì cua đá của chúng ta là hoàn toàn là sống ở vùng tự nhiên, chúng ta không thể nào mà nuôi được cua đá. Cua đá này thì thành phần dinh dưỡng của nó chủ yếu là canxi, và ngoài ra thì những loài cua biển như vậy thì nó sẽ chứa rất là nhiều vitamin B12. Mình dùng kéo để mình chọt cho con cua này nó chết đi á, thì khi mà mình hấp hoặc là mình luộc thì nó sẽ đảm bảo là cua không bao giờ bị rớt càng. Thứ hai á là nếu mà mình làm những món như là rang muối hay nấu cà ri thì mình trụng sơ nó qua một cái, mình luộc sơ nó qua để cho nó chín 80% đến 90% con cua này, thì khi mà thực hiện những món rang muối rồi nó sẽ nhanh hơn. Dạ. Và khi con cua nó nóng thì cái muối nó sẽ thấm vô được. Liệu gia vị nào để chúng ta chuẩn bị cho cái phần mà làm cua đá này ạ? Cua đá mình làm là cua đá rang muối, nên là thử ra mình sẽ sử dụng cái muối tôm của mình. Ở đây là mình tự làm muối tôm. Muối tôm của mình làm như thế nào anh? Thành phần chính của nó là muối, tôm và bột ngọt và kèm theo một xíu đường. Thì thịt tôm của mình, tôm khô của mình đó, khi mà mình xay ra và mình luộc sơ lên mình xay ra, rồi khi mà mình rang với lửa nhỏ từ từ cùng với muối và bột ngọt với lại đường thì nó sẽ ra được cái muối tôm như vậy. Kèm theo đó, khi mà các bạn muốn ăn cay nhiều hay ít thì các bạn có thể cho thêm ớt vào, ớt xay vào. Giờ thì cua cũng đã chín, chúng ta bắt đầu vào việc rang cua này. Bình thường thì Giao rất là thích ăn món này và ngày hôm nay mới được có thể là trải nghiệm cách làm như thế nào. Mình sẽ cho muối tôm vào. Các bạn nhớ rang cái này là mình để lửa nhỏ nha. Đổ ít nước. Tại sao mình phải để nước vào bên? Để khi mà cái muối và cái nước này nó tan ra thì khi mà mình xóc với con cua này thì nó sẽ áo vào con cua và nó sẽ thấm vào hơn. Mình cho thêm một ít bột ngọt để cho cái độ bám của cua nó sẽ đẹp hơn và nhiều muối hơn. Khi mà nó sôi lên bọt như vậy rồi nè thì mình bắt đầu cho cua vào. Lúc này thì mình sẽ rang cho tới khi mà con cua nó áo được cái muối này và cái muối này nó khô đi. Dạ.
cuối cùng thì mình cho thêm một ít muối tôm vào. Khi mà cái chảo của mình nó khô như vậy rồi đó, thì là muối và muối nó đã thấm vào con cua và nó đã áo được con cua bên ngoài thì mình sẽ cho ra đĩa. Giận đúng không? Mà rất là đơn giản để chúng ta để có thể thực hiện được món cua đá rang muối đúng không các bạn? Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món cua đá rang muối rất là nhanh và rất là đơn giản mà tất cả các bạn đều có thể làm tại nhà. Cảm ơn anh Kiên rất là nhiều. Hy vọng sau chương trình các bạn có thể thực hiện được món cua đá rang muối này tại nhà mình, cho những người thân của mình nhấm nháp cùng với bia. Món này mà nhậu thì hết sảy không mà phải luôn đó các bạn ơi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.